bên kia JBL. Mông rất đẹp, tang lễ rất là trang, cả đông mọi người đến thăm quý mến ông. Thank you.
hay thương xót và tha thứ. Chúng con lại xin Chúa cho chúng con biết ơn Chúa là Phêrô. Và hôm nay Chúa đã kết khỏi người này. Xin cho tôi đưa Chúa vào tay thùng và xem khi nào bỏ quên tôi tới Chúa. Thế xin truyền cho các thánh thiên thần đón tiếp và dẫn đưa vào nước thiên đàng. Hầu sau khi nghe trông cậy và tin tưởng Chúa, tôi tới Chúa cõi và thực hình, nhưng được hưởng sự vui mừng đời đời. Để Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Mọi người
Quỳ của cô nàng đau thương của
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ không phải do tay người phạm mà đã
ta hẳn phải rằng, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chính nhờ đức tin chứ không phải vì chúng ta thấy, mà chúng ta tin nữa, chúng ta có bảo đảm và ba bước về xa thân xác để cùng Chúa. Vì thế dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án Đức Kitô, để mỗi người nhận lãnh lấy thành quả đời sống tùy mà đã làm lại hay là đó là lời Chúa. Thiên Chúa sẽ ban cho thầy. Chúa
Chúa nói em còn sẽ sống lại. Mà ta thưa, con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, em còn sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Và có tin được khó khăn. Mà ta đã thưa thầy thần con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng đã đến trong thế gian. When Jesus arrived in Bethany, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles away. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, he went to meet him. But Mary said at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who lives and believes in me will never die. You should believe this? She said to him, yes, Lord, I will come to believe that you are the Christ, the Son of God, the only who is coming into the world. Đó là lời Chúa. Và Chúa Giêsu
cũng chết 3 ngày rồi có được sống lại. Như sự sống lại của Lazaro và sống lại của Chúa Giêsu khác nhau. Lazaro giống như tất cả chúng ta, khi mà Lazaro chết là Lazaro, thân xác của Lazaro ngừng sống, tim ngừng đập, mũi ngừng thở, chết. Nhưng mà Chúa cho sống lại là sao? Thì cũng cái thân xác đó trở lại sự sống như trước khi chết. Nhưng rồi Lazaro ngày kia cũng sẽ chết. Còn Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu ngài là Thiên Chúa nhưng lại là người như chúng ta, ngài đã sống, đã chết như chúng ta. Nhưng sau 3 ngày thì xác của Chúa Giêsu biến đổi, transformed, được biến đổi thành thân xác thiêng liêng, linh hồn. Thân chất vật chất của Chúa Giêsu biến đổi thành thân chất thiêng liêng để cùng với linh hồn và cùng với sự bảo vệ của Thiên Chúa sống trường sinh, sống trường sinh với Chúa ngồi ở trên thiên đường. Hay là sống lại khác nhau. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng giống như Lazaro. Chúng ta được sinh ra, đã sống và sẽ chết. Giống như ông Phêrô đã sinh ra, sống và đã chết và đang nằm trong mộ. Thì sau khi chết thì linh hồn của ông Phêrô có thể về trời với Thiên Chúa nếu sẵn sàng. Và có thể bị thanh luyện một thời gian trong những người với tôi, để khi sẵn sàng cũng sẽ được sống linh hồn, sẽ được sống lại về trời với Chúa. Và là có thể phải xa Chúa luôn đời trong bao lâu. Nhưng điều đó không thể xảy ra với ông Phêrô. Tại sao? Ông Phêrô đã từng tin tưởng vào Chúa Kitô. Thì ông Phêrô cũng dừng lại chết. Nhưng có thể bây giờ, có thể sau này, linh hồn của ông Phêrô sẽ sống lại về trời với Chúa. Còn thân xác của ông Phêrô thì sao? Thân xác của ông Phêrô giống như Lazaro, chết và sẽ được chôn vùi trong lòng đất. Thân xác này sẽ trở thành tro bụi trong lòng đất. Nhưng sao? Vì ông đã sống được tin vào Chúa, một ngày kia ngày tận thế khi Chúa trở lại lần thứ hai, Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai, ngày phán xét sau cùng. Lúc đó Chúa Giêsu sẽ cho thân xác tro bụi này, thân chất cho con này để biến đổi thành thân chất thiêng liêng phục sinh như Chúa Giêsu, để được sống lại cùng với linh hồn và về trời với Thiên Chúa trên thiên quốc của Ngài. Ai có thể làm được điều đó ngoài chủ nhờ Chúa Giêsu? Và chủ nhờ Chúa Giêsu chưa nói bất ta là sự sống, ta là sự sống, ai đã tin vào ta, ai kết với ta ngay bây giờ thì mới có thể được sống lại cả hồn lẫn xác và về trời với Thiên Chúa Cha trên thiên quốc. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta dâng thánh lễ cho Thiên Đồ để làm gì, cho Phêrô làm gì. Mặc dù biết ông Phêrô là một người tốt lành thánh thiện đối với gia đình, đối với mọi người, một người đạo đức có một niềm tin đặc biệt vào Thiên Chúa,
Nhưng con người chúng ta không thể nào tránh được khỏi lỗi lầm. Trong phim cũng vậy, không nhiều thì vẫn có thể có những hơn được. Chính vì lý do đó chúng ta nên cầu nguyện, luôn cầu nguyện để xin Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của ông. Còn nhất trong cái năm Thánh Chúa Giêsu này, hãy làm cơ hội, làm việc phúc đức trong cái tháng, trong cái năm Thánh Chúa Giêsu này, để được ơn toàn sáng. Nghĩa là gì? Để tha tất cả mọi hình phạt của tội lỗi đã phải chịu, để linh hồn ông Phêrô sớm về trở với Chúa. Đối với tất cả chúng ta, những người đang sống, chúng ta thương yêu người vẫn thương yêu chúng ta. Chúng ta nhìn gương sống tốt lành rồi thấy được chúng ta đương nhiên có những lỗi lầm, thế sao cái trời không thể tránh được. Đặc biệt cho những ba chữ tốt lành của người thương yêu chúng ta đã sống với tất cả chúng ta. Và qua lời Chúa ngày nay nói với tất cả chúng ta là sự sống lại và sự sống lại tin vào ta cho được sống một lần. Chúng ta cũng phải đừng có bỏ Chúa. Chúng biết ngày nay biết bao nhiêu người bỏ Chúa. So people this time they live for God. If they live for God, who can take them to heaven? Nobody. Make themselves to be with God forever. Believe in God. Keep your faith in God. Never abandon. Very important. Your faith not only to save you and to save your fathers, your dad, your grandfather, in Jesus. And believe it through what way? Many ways. Believe in God. Pray to Him. Say thank you, God. Especially we believe and welcome Jesus Himself in the Holy Ghost. Right now, we want Jesus in the Holy Ghost. This is my body and my blood. My reason body and reason blood. Believe in Him. Welcome Jesus into your life. And also live the way Jesus teaches. Love God and love one another. Love your father, love your mother, love your wife, love your husband, love your children, and love people. If we have been done in that way, then that you, me, one day we will die. And we hope that God promised, after I die, I will rise again. My soul will be rise again to be with the Father. My body is again as a matter. Become the dust of the last day. God will make that dust become the risen body, like the risen Christ, and to be the soul, to be with God forever. So it's with a wonderful example that we go through to another one, very possible. In the life of faith, the life of love, God to another, to find other people. So remember what I talked to us today. I am the resurrection and the life. He who believes in me will have eternal life.
whom the sacred child of the earth. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô kính chúng ta là Phật. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Với cái sống và tin ta sẽ không phải chết một lần. Chúng ta cầu xin cho lòng thánh đồ và thân yêu của chúng ta là Phêrô được hưởng lợi cho kỳ đồ đã hứa. Xin cho chúng con luôn kính thác vào Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng và là đấng cứu độ chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa chúng con. Là Chúa Giêsu là đấng chăn chiên nhân hiền, lúc còn sống linh hồn Phêrô hết lòng cầu phục kính lên, nhưng vì xét phạm yếu đuối nếu có bóc phạm đến Chúa và ca lên, xin Chúa ban ơn tha thứ và ban ơn muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, sự ra đi của linh hồn Phêrô là một mất mát to lớn của gia đình chúng con. Xin Chúa ban ơn tha thứ tới chúng con như xưa Chúa đã đến tha thứ Mata và Maria. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được sự tác từ nơi quý cha, quý ông bà, anh chị em thân bằng quyến thuộc, bạn bè và quý vị đã cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Xin vì những lời cầu nguyện này như chồng hương dâng lên Chúa để cầu cho linh hồn Phêrô. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, xin đỡ đỡ những kẻ than khóc vì xa lìa người thân, xin an ủi và nâng đỡ họ. Con xin Chúa chúc phúc lành cho mọi người đang hiện diện nơi đây được tràn đầy ơn của Thánh của Chúa. Anh chị em thân mến, nguyên tắc của chúng ta ở trên trời và chúng ta cùng cầu nguyện với Cha trên trời. Như Chúa dạy chúng ta, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con vì danh Cha là sanh, được Cha thì đến, ý Cha thì hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chân tham dò, nhưng như chúng con cho
và trong lễ con của Chúa là Phêrô mới qua đời, được vào chung lượng vinh quang với con của Chúa, Đấng đã dùng bí kíp yêu thương liên kết chúng con nên một người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, lạy Cha, chị em, Thiên Chúa còn đang nào hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Đến khi tôi Chúa chúng con cần là chúng ta phải đạo cái đại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, thế nên một mình người cũng mới lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Về thế hiện các bạn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy của hòa hợp ánh sáng từ nhà Chúa. Chúa con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, chúng con trong cùng sự sống đời đời cùng Chúa Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Thần Giuse, các Thánh Tông đồ, các Thánh Tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha và hoàn năng, trong sự nhân của Chúa Thánh Thần đến Chúa.
Lạy Chúa, chúng con vừa thực hành những tín vượt qua để cầu chúc để con của Chúa là phê đối qua đời. Xin Chúa đón nhận cái đồn phê vào nhà Chúa, nơi này chẳng ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa anh chị em. Thank you.